Chào anh em nhé. Như clip trước tôi đã đăng tải, đó là đã có nhập được cái bộ đầu bò, bộ hơi trên của bơm máy Johnson nhé. Thì tôi xin đăng tải lại chi tiết kỹ thêm cho các bác nắm được. Thì bây giờ đây là cái bơm máy xin Johnson hàng cao cấp, bơm nén cực êm cực nhanh. Nhưng mà phụ kiện của nó thay thế thì hơi hiếm và hơi đắt, nhé, hơi hiếm hơi đắt. Thì bây giờ tại thời điểm này shop đã nhập được nó là cái đầu bò và cái ti. Đầu bò và ti, tại vì cái phốt của nó, cái lá gió của nó ấy, thì nó dính liền vào cái ti này luôn. Các bác có được lá gió rời thì các bác cũng không có dụng cụ để thay, nó phải có cái dụng cụ đặc biệt thì mới cạo ra để thay được nhé. Thì bây giờ là các bác muốn thay được lá gió của nó thì các bác phải mua cả cái ti này, thì hiện bây giờ đang có hai phụ kiện cho nó, đó là cái bộ đầu bò trên, này và cái ti đồng, này. Thì bây giờ hai cái này là bóc tách nhau hoàn toàn riêng biệt. Thì các bác mua cái nào thì chính điện cái đấy. Mua đầu bò thì chỉ có đầu bò không, không có ti đi theo. Còn các bác mua thêm ti thì các bác trả thêm tí tiền ti này. Còn các bác muốn mua ti riêng thì các bác nói là mua ti riêng nhé. Thế đến thời gian sắp tới thì sẽ cố gắng nhập về thêm cho các bác, đó là nhiều cái ti lẻ này này, để bán lẻ cho các bác nhé. Và thêm cả cái gói giòn, chun giòn cao su ấy của cái bơm máy Johnson này nữa. Nhưng mà thời gian tới mới có hàng, hiện ra là chưa có. Thì đây là các bác xem chi tiết cho tôi cái đầu bò thay thế của bơm xin Johnson. Cái này là đúng là hàng của công ty, hàng công ty làm ra để thay thế các bác nhé. Đây các bác quan sát này, mọi chi tiết, nút đỏ này, bầu phụ trên này, ống dẫn này, là về các bác tháo bốn ốc ra, các bác thả vào đây, cắm cái này vào đây, xoay nó lại. Và hệ thống ti trong này các bác chưa bị mòn, chưa bị chai thì các bác sẽ dùng lại. Thế còn nếu mà bị mòn chai hỏng rồi các bác sẽ mua cái ti mới. Ti mới thì chỉ có như này thôi. Còn ốc bắt ti này các bác sẽ phải dùng lại con ốc cũ, nhá, dùng lại ốc cũ. Thì bây giờ sản phẩm nhập về có như nào thì quay video giới thiệu quảng cáo trình bày với các bác là như vậy nhá. Đây các bác quan sát, đây đúng là cái đầu bò của bơm xin Johnson. Bơm xịn đây. Em quay gần lại cho anh em xem kỹ nhá. Đây gần đấy nhá. Cái này thì khá là đắt đấy, nó hơn 1 triệu đấy các bác nhé. Còn mọi thông tin để chi tiết hơn thì các bác alo trực tiếp. Cái món phụ kiện này là hàng phụ kiện hiếm, ít thì shop không có báo giá công khai. Nó phụ thuộc vào tùy từ thời điểm. Nếu mà ít hàng không nhập được thì nó rất là đắt, thế còn nhập được thì nó sẽ rẻ đi một chút. Còn các bác muốn biết chi tiết thì cứ alo trực tiếp chúng tôi nhé. Alo trực tiếp chúng tôi. Thì đây là có cái đầu bò thay thế cho bơm máy cao áp loại cao cấp xin Johnson. Đấy nhé. Giải pháp thứ nhất là đó là cái đầu bò này. Còn giải pháp thứ hai là các bác hỏng phốt mà không nén lên được thì sẽ có cái ti, cho các bác nhé. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi clip nhé. Hẹn gặp lại các bác trong những cái video clip sau. Các bác nào mới truy cập kênh thì vui lòng bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh để nhận được những cái thông báo về video mới nhá. Rồi xin chào, hẹn gặp lại trong video sau nhá.